Chào mừng anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock Hôm nay em xin phép gửi đến chị một video ngắn cập nhật về diễn biến hiện tại của chỉ số VNAC Những cái điểm đáng lưu ý để từ đó mọi người có thể đưa ra được kịch bản thị trường Cũng như là một cái chiến lược giao dịch phù hợp Nhằm mục đích là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt cái rủi ro trên thị trường anh chị nếu như lần đầu tiên đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra một ít thời gian nhấn vào nút đăng ký kênh, subscribe kênh ha. À, cũng như là thấy video hữu ích thì tặng cho em một like để giúp cho kênh của em ngày một phát triển hơn. Cũng như đó chính là những cái động lực về mặt tinh thần giúp cho em ngày một phát triển kênh, ngày một cải thiện chất lượng tư vấn để có thể hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất. Còn trong phiên trong giờ giao dịch thì nếu như anh chị muốn được hỗ trợ tư vấn về điểm mua, điểm bán, hỗ trợ cơ cấu về mặt danh mục thì mọi người có thể tham gia vào cái nhóm tư vấn này, một cộng đồng tư vấn hoàn toàn miễn phí và có có rất là nhiều anh chị nhà tư khác ở đây. Chúng ta cùng nhau trao đổi và đưa ra những cái nhận định trong phim. Cách thức tham gia cái nhóm tư vấn này thì anh chị tham gia qua cái đường link em ghim ở dưới phần comment đây ha. Mình để là một cái đường link. Hoặc là anh chị nào muốn hỗ trợ chi tiết hơn về mặt danh mục, về mặt cơ cấu điểm mua điểm bán thì liên hệ với em qua cái số điện thoại em để dưới đây để nhận được cái sự hỗ trợ tư vấn. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tham à, bắt đầu cái video ngày hôm nay, cùng nhau nhìn nhận về thị trường qua phiên ngày hôm nay. Mình thấy là tiếp nối cái xu hướng trước đó thì VinFast phiên hôm nay có thời điểm thậm chí là bứt phá mạnh lên cái ngưỡng là tầm 1157 nhưng mà khi mà về cận cái những cái vùng giá cao thế này thì áp lực bán nó đã nhanh chóng gia tăng và đặc biệt là thời điểm sau 2 giờ anh chị nhìn ở khung 5 phút này để sau 2 giờ thì bất ngờ cái áp lực bán nó gia tăng mạnh hơn nó đã khiến cái chỉ số mình dần hụt hơi và kết phiên thì chỉ còn tăng có 2,75 điểm là khoảng 0,24% lên 1.151,77 điểm cho phiên ngày hôm nay và thanh khoản thì tiếp tục duy trì ở mức cao, duy trì trên trung bình 20 ngày với cái giá trị khớp lệnh trên sàn hồ xe thì đạt khoảng là 19.137 tỷ đồng. Mặc dù là hôm nay tăng điểm và có những thời điểm tăng về cái số rất là lớn Tuy nhiên thì cái vận động thị trường nó vẫn rất là phân hóa Và cái điểm số thì nó chịu tác động nhiều bởi các cái cổ phiếu trụ Cụ thể thì các cái cổ phiếu như là Vietcombank, CTG, Masan, Vinamilk, MEB là những cái cổ phiếu nằm trong top tác động tiêu cực và đặc biệt như chị thấy là Vietcombank này cái quy mô ảnh hưởng của nó đến chỉ số rất là lớn. Và ở chiều ngược lại thì mình có BIDV, có Vinhome là những cái cổ phiếu mà gây sức ép lên thị trường. Nhưng mà nhìn chung thì ở cái chiều tiêu cực thì các cái cổ phiếu trụ nó cũng không có tác động quá mạnh. Tuy nhiên anh chị thấy là hôm nay VIN30 thì vẫn giữ được cái mức tăng là khoảng 3.5 điểm. Và xét theo cái độ rộng của các nhóm ngành thì anh chị thấy rõ ràng cực kỳ phân hóa, xanh đỏ đang xen. Cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì phiên sáng ngày hôm nay đầu giờ thì nó rất là hưng phấn theo cái thông tin nới rung. Anh chị biết rồi tối hôm qua thì mình có cái thông tin về là nới rung, nới rung ngân hàng. Để nếu rung tín dụng thì thông tin này được xem như là tác động tích cực đến nhóm ngân hàng và thị trường nói chung đặc biệt là những cái ngân hàng nào mà đang xài hết rung thì nó có rung mới để cho vay thì thông tin này giúp cho nhóm ngân hàng nó khá hưng phấn ở đầu giờ nhưng mà đây là một cái yếu tố tác động ngắn hạn thông tin nên sau đó nó nhanh chóng nó dần dần nó hạ nhiệt nó hạ nhiệt thì cuối giờ chỉ còn một số cổ phiếu ví dụ như là con ctg nè msb hd bank à, SHB là một vài cái cổ phiếu mà nó còn giữ biên tăng tốt còn lại phần lớn thì lui về cái ngưỡng tham chiếu hoặc là giảm nhẹ như là Tacom, LBB, VBank hoặc là BIDV và cái điểm nhấn thị trường hôm nay thì nó lại thuộc về một cái cổ phiếu thuộc dòng nông nghiệp đó chính là cổ phiếu HAG chị HAG hôm nay là điểm nhấn trên thị trường với một cái viên có thanh khoản cao nhất luôn cao nhất sàn và tăng gần trần thậm chí là nhiều cổ phiếu khác trong cùng ngành cũng có cái biên độ tăng tốt ví dụ như dabaco đây anh chị mở cái nhóm nông nghiệp cái nhóm lương thực thực phẩm ra xem thì hầu như các cái cổ phiếu trong dòng này nó có cái biên tăng tốt so với thị trường hag nè tr nè dabaco nè WNS này đấy những cái cổ phiếu trong dòng này nó có một cái phiên tích cực hơn so với phần còn lại ngoài ra thì mình có nhóm bán lẻ cũng nằm trong cái nhóm mà tăng tích cực trên thị trường với cái sự dẫn đầu của MWG còn lại thì một số nhóm ngành khá là nhiều nhóm ngành mặc dù nó vẫn duy trì được sắc xanh nhưng mà rất phân hóa ví dụ như chứng khoán bất động sản này rồi, bớ, rồi xây dựng rồi năng lượng rồi vận tải là những cái nhóm mặc dù mình thấy ở đây vẫn xanh nhẹ nhưng mà mở cái ngành ra thì mình thấy cái sắc đỏ nó vẫn có một cái phần là chiếm ưu thế hơn ví dụ như nhóm chứng khoán thì mình có có ssi là dẫn đầu đà tăng nè cùng với vds sbs nhưng mà cái số mà giảm đỏ thì nó nhiều hơn rất là nhiều hay là bất động sản cũng vậy một phiên cực kỳ phân hóa ở chiều tăng thì có ccl tcd tăng tốt trong khi ở chiều ngược lại thì mình thấy vẫn có rất là nhiều cổ phiếu với cái biên độ giảm lớn và đặc biệt là họ apac vẫn tiếp tục nằm sàn ha Đến chị nào cứ hạn chế bắt đáy xem cổ phiếu khi nào nó ngừng rơi thì mình tính chứ đừng có la và bắt đáy sớm và đặc biệt là những doanh nghiệp nó chịu yếu tố thông tin chịu yếu tố bắt bớ như vậy thì bắt sớm quá thì bây giờ bắt đầu là bắt dao rơi cục tay cục chân hết rồi đó nên những cái nhóm nào mà mình đã xác định rằng là tạm thời làm né nó ra thì cứ bình tĩnh chờ khi nào nó cân bằng rồi ngược chiều thì một số nhóm giảm điểm có thể nói có thể kể đến như là thủy sản như là vật liệu xây dựng như là dịch vụ lưu trú ăn uống rồi sản xuất thiết bị máy móc đấy là những cái nhóm giảm điểm trên thị trường phiên hôm nay nói chung cả phê mua và cả phê giảm và phê tăng hôm nay nó duy trì ở cái thế rằng to và và có thể dùng cái từ là cân bằng khi mình thấy là trên sàn Hose thì có 236 mã tăng so với 197 mã giảm và 53 cổ phiếu đứng ở ngưỡng tham chiếu Tiếp theo thì mình sẽ đi chi tiết hơn về góc nhìn kỹ thuật về cung cầu và vận động giá để mọi người đưa ra được kịch bản thị trường. Mình thấy là thực ra nếu như mà nhìn ở góc độ kỹ thuật thì vận động phiên hôm nay của chỉ số nó không có nhiều thay đổi so với cái bản tối hôm qua em vừa đã đưa ra cho anh chị trong bản tin thị trường và trong cái livestream thì hiện tại phiên hôm nay đà tăng nó vẫn tiếp diễn nhưng mà cái độ phân hóa trên thị trường nó cực kỳ cao và nó chịu, và nó chịu tác động nhiều bởi các cổ phiếu trụ thì hiện tại với cái xu hướng thế này thì mình vẫn kỳ vọng rằng á cái điểm đến tiếp theo nếu như chỉ số nó hấp thụ tốt ở cái ngưỡng quanh 1000 1105 x nè nếu nó hấp thụ được ở ngưỡng này thì cái vùng mà tiếp theo được hướng đến cho cái xu hướng tăng hiện tại là quanh tầm 1108 x cho đến 1002 đó là cái kỳ vọng về cái biên độ tăng nhưng trong ngắn hạn thì nó sẽ có một số cái điểm anh chị cần gọi là cần lưu ý ở giai đoạn này để mình đánh giá là nó có chỉnh hay không và nó chỉnh đến đâu thì mình thấy là quanh cái ngưỡng tầm 1105 x anh chị À trước tiên thì nếu như mà nói về cái khả năng mà nó tăng á Thì mình vẫn duy trì là một cái nhịp tăng gọi là tăng có chỉnh à, Theo cái hơi hướng là sideways up chứ mình không có kỳ vọng là nó sẽ tăng một mạch Đây trong bản tin thị trường hôm qua vẫn trao đổi với chị á là mình vẫn kỳ vọng cái điểm đến tiếp theo là quanh tầm 1 180 x đến 1.200 Tuy nhiên thì khả năng nó sẽ nghiêng về sideways up những cái nhịp tăng đang xen nhịp chỉnh và nó cái sự luân phiên phân hóa của các cái nhóm ngành chứ nó không phải kiểu tăng dốc tăng một mạch được tại vì hiện tại vận động các cái nhóm ngành trên thị trường nó cực kỳ phân hóa và cái điểm số thị trường thì nó được cấu tạo bởi vận động của các nhóm ngành nên khi mà các nhóm ngành nó chưa đồng thuận nó tăng giá được thì thị trường mình cũng rất là khó để có cửa mà đang tăng, tăng kiểu tăng đùng đùng tăng dốc lên mà nó sẽ duy trì cái hơi hướng là quay up hướng lên và cái ngưỡng quanh tầm một nghìn một nghìn một x thì mình đã đánh giá trước đó với anh chị đây cái ngưỡng một nghìn x là cái vùng mà khả năng sẽ có sung lắc tại vì sao vì cái ngưỡng này á nó hội tụ thứ nhất là cái vùng đáy trước cái vùng đáy đợt tháng 7, tháng 6, tháng 7 năm 2022 chị trước khi mà nó bật lên rồi nó gãy xuống một nhịp rất là sâu thì đây là cái vùng đáy trước đó và nó cũng có hội tụ một cái gáp đao một cái gáp đao của phiên ngày 28 tháng 9 đây hội tụ hai yếu tố này đấy nó là một cái vùng cản gọi là một cái vùng cản trong ngắn hạn và bên cạnh đó thì ở cái khung đồ thị ngắn hạn hơn là cái khung đồ thị một giờ thì mình thấy là vin đã về cái ngưỡng quá mua Đấy đã về ngưỡng quá mua và anh chị nhìn lại trong lịch sử thì hầu như những cái thời điểm mà thị trường mình nó chạm về cái ngưỡng quá mua ở khung đồ thị 1 giờ thì nó đều có những cái nhịp sung lắc hoặc là trưởng lại có thể là sẽ không chỉnh không chỉnh ngay nhưng mà nó vẫn là một cái nhịp rằng coi đi ngang ở những cái thời điểm mà hình mà chạm về cái ngưỡng quá mua đấy hầu như hầu như chị chết là đi những cái thời điểm mà thị trường mình chạm về ngưỡng quá mua thì nó đều có một cái nhịp chỉnh lại có thể là đi ngang hoặc là một cái đà điều chỉnh do đó thì cái ngưỡng này ngưỡng 1 một một x mình đã view trước với chị là vùng này nó sẽ có những cái trạng thái sung lắc tuy vì bản chất á thị trường mình nó vẫn đang trong một cái nhịp hồi và đang bò từ đáy lên thôi chứ mình chưa vượt đỉnh thời đại mình chưa vượt cái gì hết do đó thì cái lượng cung chờ bán ở trên ở những cái giai đoạn kẹp hàng trước đó vẫn rất là nhiều càng lên cao thì áp lực cung cái áp lực bán nó sẽ càng gia tăng tại vì bản chất mình vẫn đang trong một cái nhịp phục hồi sau cái đà gãy mạnh trước đó chứ mình thực sự là nói về cái trend tăng mạnh á, thì mình vẫn chưa có được đấy vì vừa rồi mình cũng chỉ mới bước ra khỏi một cái vùng xoay quay đi ngang ở trong cái khoảng thời gian tầm 6 tháng thôi và hôm nay hôm nay để cho em là chỉ số nó có mở ra một cái gấp ấp nha anh chị mọi người nhìn ở khung đồ thị 5 phút mọi người sẽ thấy rõ hơn mình có mở ra cái gấp ấp đâu đó là tầm qua một nghìn một cho đến tầm một nghìn một cái gấp nhỏ tầm 2 điểm thôi nhưng mà lưu ý là cái gáp này mở ra nhưng mà cầu nó chưa thực sự quyết liệt và bên cạnh đó thì chỉ số đóng nến tạo thành một cái nến có đuôi trên dài chị thấy không cây nến hôm nay là một cây nến có đuôi trên dài, cho nên khả năng rất là cao Cái gáp hôm nay sẽ bị lấp lại để củng cố xu hướng. nói chung gáp hôm nay thì khó để duy trì. thứ nhất là cái lực cầu không đủ mạnh mẽ, một cái gáp chạm cản và cái thứ hai là tạo nến đuôi trên. thông thường những cái gáp tăng mà tạo nến đuôi trên hoặc là tạo một cây nến dạng một cái cây nến đặc á, thì xác suất rất là cao gáp đó nó sẽ bị lấp lại. do thì gáp hôm nay thì mình cũng không có kỳ vọng nhiều nó sẽ giữ được trong ngắn hạn. Còn cái mà cái vùng hỗ trợ mình quan tâm ở thời điểm hiện tại, nó là cái gap ngày hôm qua cơ gáp ngày hôm qua quan tâm 1138 đến tầm 1142 Đây mới là cái vùng mình sẽ quan tâm trong ngắn hạn ở cái góc độ là hỗ trợ Đây, cái gap này sẽ là cái ngưỡng hỗ trợ cho những cái nhịp retest phía sau của thị trường Và với những cái nhịp sung lắc thì hôm qua mình có trao đổi rồi Cái gap này nó không lấp lại thì sẽ tốt hơn cho thấy là cái vẫn ở quanh cái vùng này vẫn có lực cầu chấp nhận mua giá cao để chỉ số nó không có sung lắc quá mạnh nói chung là sau khi vượt đỉnh và nó vẫn neo được trên đỉnh nó test gap rồi nó bật nó kiểu như thế này thì những cái nhịp sung lắc trong ngắn hạn thì mình vẫn gọi là cái điều đó là điều sẽ xảy ra và điều rất là khả năng rất là cao sẽ xảy ra có điều là nó chỉnh về đâu thôi đấy nên trong ngắn hạn nếu như những cái nhịp sung lắc á, thì nó không có lấp lọ hàng tàn gáp này thì nó sẽ tốt hơn còn trường hợp á lấp lại thì phải bật lấp lại thì phải bật còn nếu như mà lấp lại gác mà đóng nến dưới gác này Tức là đóng nến ở cái ngưỡng là tầm dưới 1135 Nếu như đóng nến dưới 1135 á, Thì có thể xem như là cái nhịp này Cái cây ngày 10 tháng 7 là một cái cây crack fail Mỗi cây vượt thất bại thì một khi mà vượt thất bại thì chắc chắn nó sẽ có một cái sức ép cung trong ngắn hạn Khiến thị trường mình mất thời gian hấp thụ Và khi đó cái vùng cầu tiềm năng trong ngắn hạn là quanh tầm 1120 Thì đây sẽ là vùng cầu trong ngắn hạn Mà theo quan điểm cá nhân của em thì nó cũng không có nên thoái lui về đây một lần nữa Vì nếu như mà thoái lui về tầm 1120 một lần nữa Thì xác suất mà nó quét sâu hơn rất là cao Đấy là những cái ngưỡng trong ngắn hạn mọi người cần quan tâm Thứ nhất là cái việc mà quanh 1 x rung lắc là điều bình thường chạm cản chạm một giờ ở quá mua có điều là cái nhịp xung lắc này nó xung lắc như thế nào là tiêu cực nó xung lắc như thế nào là chỉnh để lên và trong ngắn hạn thì mình sẽ có cái gáp tăng ngày hôm qua là quanh tầm 1138 thì với những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thì đây sẽ là vùng hỗ trợ đây sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng nếu như test lại test gáp mà không lấp thì sẽ tốt hơn còn lấp thì phải bật lên chứ lấp mà đóng nến dưới cái ngưỡng tầm 1135 á, thì khả năng nó sẽ có một nhịp quét sâu hơn là về tầm 1120 còn cơ bản cái xu hướng của thị trường mình thì vẫn đang trong một cái đà tăng Cái trend thị trường vẫn đang rất là đẹp nha Khi mình vẫn đang nâng đáy, nâng đỉnh dần lên Có điều thì uh, mình vừa có một cái nhịp crack lên Đấy thông thường khi mà crack đỉnh lên á Thì nếu như mà những cái giai đoạn phía sau nó hấp thụ không được Mà nó quay về lại dưới cái vùng trước đó là crack lên Thì cái việc điều chỉnh về lại gần nhất là nắc like Là cái điều mình đã trao đổi rất là nhiều lần trước đó với anh chị rồi Thì tương tự với thị trường mình ở giai đoạn hiện tại Nếu như mà cái cây hôm... Uh, 10 tháng 7 á mà là một cây Bracfeld thì gần nhất nó sẽ chỉnh về lại tầm 1120 là những cái ngưỡng mà anh chị cần quan tâm ở giai đoạn này. Và xét theo độ rộng các nhóm ngành thì ở thời điểm hiện tại, phần lớn các cái nhóm ngành thị trường, những cái ngành thị trường anh chị đều cần thời gian hấp thụ. Ngành thị trường là những ngành nào? Chứng khoán, thép bất động sản, ngân hàng là những cái nhóm ngành thị trường tiêu biểu thì ở giai đoạn này hầu hết những cái nhóm ngành này nó đều cần một cái khoảng thời gian để nó hấp thụ trước khi nó muốn tạo một cái đà tăng mới. Ví dụ như chứng khoán, ví dụ như thép hôm qua đã trao đổi với chị là nó hơi nó hơi có cái sự là đuối trong ngắn hạn nên để mà tạo được một cái đà tăng mạnh ở giai đoạn phía sau. Cái mình đang bàn ở đây là một cái đà tăng mạnh chứ không phải là một hai phiên tăng 5 7% nó không phải là một cái đà tăng, không phải là một cái trend tăng mà là một cái cái lực tăng đủ mạnh để kéo thị trường lên. thì nếu như mà muốn có một cái lực tăng như vậy thì nó sẽ cần một khoảng thời gian ngắn để tích lũy trở lại hoặc là một cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để có thể đi lên tiếp. còn rõ ràng mình thấy phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này, trong những cái nhóm này nó đã hơi đuối trong ngắn hạn rồi. mình không lấy một cái cá nhân ra ví dụ mình nói là hôm nay ssi vẫn tăng, mình không lấy một mình ssi ra để mình đánh đồng cho cả dòng chứng khoán. có điều mình nhìn cả dòng chứng khoán phần lớn hiện tại là đang chạm đỉnh và hơi đuối dần. ví dụ như sts bắt đầu vô cái vô tăng nó còn không có đồng thuận với giá tăng nữa hoặc thậm chí là vci vci bắt đầu giá tăng vô nó không đồng thuận hoặc là con hcm đấy rồi hoặc là con um, uh, vnd vnd thì chưa cân bằng được nè hoặc là con um, mbs chẳng hạn đấy mbs nói chung là đạn này thì các cổ phiếu dòng chứng nó sẽ cần một khoảng thời gian nghỉ và kể cả dòng thép còn nhóm bất động sản thì đa phần các cổ phiếu nó vừa trải qua một cái nhịp gãy ngắn hạn do đó thì chắc chắn nó nếu mà nó muốn đi lên nó sẽ cần một cái vùng nó cân bằng lại và đó là một cái khoảng thời gian chứ không phải là nó vừa gãy rồi nó bật lên ngay trở lại được nếu như nó là một cái nhịp mang tính rủ bỏ thì nó đã bật lên từ sớm rồi ví dụ Dg cái cây ngày 29 tháng 6 là cây rủ bỏ thì trong ngắn hạn thì nó đã phải nhanh chóng nó bật trở lại trên 22 còn cái trạng thái mà nó đi ngang thế này thì nó gọi là cái vùng này là cái vùng độ đàn hồi chưa tốt nên thậm chí là nó còn có một cái rủi ro là nó sẽ xuống một nhịp nữa do đó thì mình thấy là ba nhóm là chứng khoán thép và bất động sản thì nó đều cần khoảng thời gian nghỉ nhóm ngân hàng là cái nhóm là gọi là có dư địa tốt để tạo cái lực cho thị trường nhưng mà cái nhóm này nó là có một cái điểm trừ á là độ đồng thuận dòng không cao và có thể là nó sẽ kéo theo kiểu lung phiên thôi chứ rất là khó để cả dòng đồng thuận kéo để đưa thị trường mình lên xa hơn ví dụ như hôm qua thì mình có BIDV hôm thứ sáu thì mình có công việc công băng hôm nay mình có CTG Ấy vẫn có một vài cổ phiếu nó nó nổi bật hơn cái phần còn lại Nhưng cái độ đồng thuận của nó không cao Nên nói về cái khả năng mà lead thị trường Thì nhóm ngân hàng là có cái dư địa Nhưng mà để nó đồng loạt nó kéo được Thì nó là một cái điều hơi khó Nó sẽ cần thời gian nó vận động Như vậy thì với những cái nhóm Những cái vận động của nhóm thị trường hiện tại Nó đang cần thời gian nó hấp thụ như vậy Thì thị trường mình Những cái nhịp trưởng lại Nếu như xuất hiện những cái nhịp trưởng lại là tốt Những cái nhịp trưởng lại ngắn hạn thì nó sẽ cần thiết cho thị trường mình để hấp thụ và duy trì cái đà, trăng, đà tăng ở giai đoạn phía sau chứ nó không phải là một cái nhịp chạy nước rút rồi gãy thì nếu như mà khi mà các cái nhóm ngành nó không đủ lực mà cứ cố kéo hướng lên thì chắc chắn giai đoạn phía sau nó sẽ gãy tại vì thị trường mình nó được cấu tạo bởi vận động các nhóm ngành nên khi các nhóm ngành chưa ổn mà kéo thì kéo bằng trụ không thì nó nhả trụ ra là rơi ngay đó nên nếu như mà giai đoạn này nó có những nhịp nghỉ ngắn hạn thì theo em là cần thiết thôi và nó vẫn hơi hướng là sideways up chứ rất là khó để kéo dốc giai đoạn hiện tại đối với vận động của các cái nhóm ngành nó như vậy còn muốn mà kéo mạnh, kéo khỏe mà kéo dốc á, thì buộc phải có nhóm ngành đủ mạnh để list. Giống như những giai đoạn những cái sóng tăng trước đó đi thì mỗi một cái nhịp kéo dốc lên ví dụ giai đoạn sóng 2021 đi. Đấy những giai đoạn đó thì có ngành ngân hàng. Đấy mỗi giai đoạn mà chị để những cái sóng tăng dốc thì đều có hoặc là giai đoạn của ngành thép hoặc là giai đoạn của ngành bất động sản thì nó đều phải có ít nhất là một nhóm ngành mang tính chủ đạo để list cái, cái cái, cái vận động giá nó lên để nó thu hút lực cầu bên ngoài vàng và nó tạo tâm lý tích cực cho nhà tư chứ còn kéo mà dùng trụ kéo không thì không bền và rất dễ gãy lại đó là về thị trường hiện tại và có một cái nữa là bắt đầu từ tuần sau ba tuần sau thì có thể sẽ bắt đầu trên thị trường mình nó có nhiều thông tin hơn về cái kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp bắt đầu thì từ cái hạng cái hạng ra báo cáo tài chính nó sẽ đâu đó là tầm 20 ngày kể từ khi chốt quý giá thì giai đoạn bắt đầu từ tuần sau khả năng là thông tin nó sẽ ồ ạt trên thị trường nhiều hơn và từ đó nó cũng sẽ có nhiều biến động và phân hóa hơn do đó thì anh chị cần phải tuân thủ kỹ kể cả cái điểm mua và điểm bán ở giai đoạn này giai đoạn mà càng phân hóa thì mọi người càng phải tuân thủ và tập trung vào cái danh mục cổ phiếu của mình tập trung vào danh mục cổ phiếu chứ không phải là chỉ nhìn thị trường chung không tại vì cái sức mạnh giá của mỗi cổ phiếu giai đoạn này nó hoàn toàn khác nhau Đấy, không phải là thị trường mình đã đại diện cho tất cả các cổ phiếu đâu Và những cái vùng mà nó càng phân hóa thì nó sẽ càng khác biệt Nên mọi người hãy tập trung vào danh mục của mình Hãy xử lý danh mục của mình thật là hiệu quả Chứ đừng có đi ngóng hàng nhà hàng xóm Đừng có ngóng nhà người ta làm gì hết Rồi, còn đạn vừa rồi thì cổ phiếu nào cần chốt Thì em vẫn đã báo chốt bớt rồi Và mọi người chú ý cho em á những cái hàng đang nắm thì phải đặt cho em những cái ngưỡng stop loss, những cái ngưỡng chặn lãi và những cái ngưỡng target phù hợp à, với cái vị thế mình là lướt hay vị thế mình là đánh theo trend nó sẽ tùy vào cái khẩu vị của mọi người nó không có chung chung hết được cái việc của em làm thì em sẽ đưa ra một cái mức giá để anh chị tham khảo thôi nếu mọi người thấy hợp lý thì mọi người có thể tham khảo và mọi người thực hiện chứ còn phải là em áp đặt là vùng đó mọi người phải bán vùng đó mọi người phải mua không có không có ai áp đặt được cho anh chị hết và mọi người mình hoàn toàn là một cái cá thể có thể đầu tư tư duy trên thị trường thì những cái phân tích của em nó sẽ nằm ở góc độ là tham khảo và bổ trợ cho quyết định của anh chị đấy còn mua mới thì mọi người cần có sự lựa chọn và đặc biệt những cái thời điểm mà báo cáo tài chính ra thì nó rất dễ dẫn đến một cái tình trạng là fomo khi doanh nghiệp có lãi và gọi là bi quan khi doanh nghiệp lỗ nhưng mà anh chị nên nhớ là thông tin thông tin thì nhà tư cá nhân lúc nào cũng là người biết cuối cùng bởi cái sự bất cân xứng và luôn luôn sẽ có cái nhóm nhà, nhà tư tổ chức họ họ sẽ có thông tin trước mình Do đó thì cái việc mà báo cáo tài chính ra em nghĩ là mọi người nên nhìn cái vận động giá ví dụ như báo cáo tài chính tiêu cực chẳng hạn nhưng mà cái triển vọng hai quý cuối năm nó tốt Đấy, quan trọng là cái triển vọng sau khi ra báo cáo tài chính Nếu như cái báo cáo tài chính quý này đã xấu nhưng mà nó là cái vùng đáy rồi Thì chắc chắn hai quý sau nó sẽ là cái nhịp phục hồi đi lên Nên mọi người nhìn em ví dụ báo cáo tài chính xấu ra Thì mình xem cái cách mà giá nó biến động như thế nào Thì nếu như trước đó nó đã là một vùng giảm và khi báo cáo tài chính ra nó thốt một nhịp nữa rồi nó cân bằng thì đó thậm chí là những thời điểm để mình tìm kiếm cơ hội mình đầu tư chứ không phải là thời điểm để mình hoảng loạn mình bán ra nên mỗi mỗi giai đoạn mà báo cáo tài chính ra thì em luôn luôn nhắc đi nhắc lại với mọi người cái việc là tránh mua bán theo cảm tính báo cáo tài chính tránh cái việc mua đủ doanh nghiệp lãi và bán bán đuổi doanh nghiệp lỗ tại vì đôi khi nó ra báo cáo báo cáo tài chính lãi nhưng mà trước đó nó đã kéo một đoạn rồi thì mọi người mua khúc sau nó lại không có hiệu quả nha đấy còn thị trường hiện tại em có nhận được một số câu hỏi của anh chị là có nên phun mà riêng không em Giai đoạn hiện tại có nên full cổ không em? Thì đối với quan điểm cá nhân của em hiện tại vẫn phải duy trì cho em ít nhất là 30% tiền mặt và hạn chế sử dụng margin. Vùng này hạn chế sử dụng margin giúp em. À, hiện tại có thể mình sẽ nghiêng về phòng thủ hơn một tí so với tấn công nha. Đạn trước đó mình tấn tấn công rất là mạnh rồi. Những cái đạn mà từ 1.000 số ít mà lên tới thời điểm hiện tại thì mình đã tấn công vào rất là nhiều cái nhóm ngành cổ phiếu tiềm năng và mình đang có một cái mức giá tốt. Thì bắt đầu thì hiện tại là mình cẩn trọng lại. Mình gọi là không có bi quan, không cần bi quan mình phải cẩn trọng cẩn trọng khác với bi quan nha chị bi quan tức là nhìn đâu cũng thấy tiêu cực nhìn đâu cũng thấy giảm không phải như vậy mà mình phải cẩn trọng là mình hạn chế cái việc mua đuổi rồi mình xem thử là cái danh mục của mình con nào nó yếu thì mình ra bớt để nó làm gọn danh mục lại và nó tối ưu cái hiệu quả đầu tư phân biệt cho em cẩn trọng với bi quan nha em không có khuyến khích mọi người bi quan đâu vì bi quan thì cái việc đưa ra quyết định nó rất, nó rất là kỳ rồi đấy là một số chia sẻ của em về thị trường qua cái phiên ngày hôm nay và tiếp theo thì em sẽ review lại danh mục của anh chị đã review lại danh mục mà đã khuyến nghị cho anh chị giai đoạn vừa rồi cũng như là một số cái cổ phiếu nổi bật trong mỗi ngành. À, chứ còn hiện tại thì về việc mua mới cũng không có ưu tiên lắm ha Ví dụ như hôm qua có khuyến nghị cho anh chị là con NDN NDN còn điểm mua, chị nào muốn mua thì cũng mua được Chứ hôm nay cũng không có bổ sung thêm cổ phiếu mới nào đâu NDN nè, hoặc là dòng lương thực, thực phẩm thì đã khuyến nghị cho anh chị hai con là TR và con LTG Thì hai con này mua rồi yên tâm ha TR hôm nay thì có tín hiệu là muốn vượt nhưng mà chưa bứt phá lắm Có tiền vào rồi Trước đó là nói mọi người là con TR thì nó test lại hai nhịp này con này dòng lượng thực Thì nó test lại hai nhịp và như số 2 mình thấy cái lực bán nó suy giảm Nên có nói mọi người cân nhắc mua vào cái cây tối hôm ngày 7 tháng 7 báo mọi người mua đấy à, tối ngày 6 tháng 7 trước là hai cây này là mua được ở vùng giá tầm dưới 16 năm Thì vận động hiện tại của em kỳ vọng cho con TR á, là sẽ vượt ngưỡng 17 17 là cản mạnh trong bán hạn sẽ vượt được ngưỡng 17 và tiến về vùng giá target kỳ vọng của mình là tầm 18 năm 19 nên bây giờ nó quay giá mua rồi nha không có mua nữa chạy 4 phần điểm mua là không có mua nữa và cái kỳ vọng của mình là về tầm 10, 17 năm đến tầm à, xin lỗi 18 năm đến 19 nhưng mà với cái cây vôn hôm nay Vôn to mà tăng tầm 4% Điểm cộng là cái đuôi nến trên nó không quá dài Nhưng mà gọi là cái kết quả tăng giá Nó cũng chưa thực sự tương xứng với cái nỗ lực tăng giá Nên mình sẽ theo dõi cho em ít nhất là cái cây T về Để có quyết định gia tăng hay không Còn trước mắt thì chưa gì quá xấu đối với TR hết nha Lọc trời tương tự Mình khuyến nghị cho mọi người cái nhịp quanh tầm 31.5 Là với kỳ vọng vượt 32 Với kỳ vọng lọc trời sẽ vượt 32 Và nhịp này vượt 32 Thì kỳ vọng của mình là tầm 35, 36. Đấy, mua đồ thì yên tâm nắm cổ phiếu nó vẫn chưa có vận động gì quá tiêu cực. Hôm nay lọc trời tiến về lại vùng cản nhưng mà chưa có lực, gọi là cái cái động lực nó chưa quá mạnh. Mặc dù đầu phiên cũng có một cái nhịp bật tăng á, nhưng mà cầu nó chưa vào quá mạnh, nó duy trì vốn thấp quanh cản thì khả năng nó sẽ theo cái hơi hướng là đi ngang, tích lũy vào phiên quanh đây rồi bật. Nên mọi người cứ yên tâm nắm giữ ha. Dòng lương thực thì đàn vừa rồi có khuyến nghị cho mọi người chủ đạo là hai con này, TR, LTG. Còn con Ben thì à, mua từ vùng dưới đây rồi, mua từ vùng dưới 18 thì chờ chốt ha. Ben giờ không mua nữa, chờ cho em chốt quanh 21. Hôm nay con HAG là một trong những cái cổ phiếu mà nổi bật của dòng lương, của dòng mà nông nghiệp và cái dòng mà dòng dòng thịt lợn, dòng heo hôm nay cũng đang rất là tốt theo những cái kỳ vọng về giá lợn sẽ tiếp tục phục hồi từ đây cho đến cuối năm. Thì nếu như chị nào có nhớ thì ta rồi em có phân tích rất là nhiều ở cái vùng cản tầm 8.5. Thì đây sẽ là một cái vùng cản quan trọng của TR để quyết định cổ phiếu nó có đi sai được hay không. Thì nếu như mà nó break thành công Ở ngưỡng 8.5 thì kỳ vọng tiếp theo của nó là tầm 9.5 đến 10. Còn à lướt ngắn thì đã chốt quanh tầm 8.5 với cái biên độ lướt là tầm quanh 7.5 8.5 cũng được tầm 8 đến 10%. Thì hiện tại cây hôm nay là một cây nổ lên của HAG nhưng mà theo em quan sát cái vận động hầu hết những cái cổ phiếu đạn này thì sau mỗi cây nổ nó sẽ có một cái vận động thứ nhất là reset lại hoặc là một cái vùng đi ngang nó sẽ theo hai cái hướng này nên mọi người không có cần phải đu giá trần hôm nay vào con HAG nếu như chưa mua mọi người sẽ theo dõi em T cộng 2 về thì nếu như T 2 về mà con HAG nó vẫn giữ được giá trên tầm 8 5 thì cái kỳ vọng mà nó về được tầm giá trên 5 đến 10 nó vẫn cao đấy còn bây giờ không có mua đuổi nha rồi đây là dòng lương thực thực phẩm dòng thủy sản thì một số cổ phiếu cập nhật lại cho anh chị SM SM thì bao gồm cả năng lượng và nó đa ngành năng lượng và thủy sản là hai cái mạng chính thì con T con thì em vẫn chuối cho mọi người là ở cái ngưỡng 11 cái cây crack lên của nó là cây ngày 5 tháng 7 và ở cái ngưỡng giá 11 nếu như trong ngắn hạn một cây vôn lớn như vậy mà con SM nó quay về lại giá 11 thì xấu và có thể nó sẽ quét về lại tầm 10 luôn mà trong cái hạn nếu như nó duy trì được trên giá 11 thì cái xu hướng của nó vẫn đang ổn ha vẫn chưa có vấn đề gì có điều hôm nay thì vol hơi lớn và đóng cửa thấp nhất ngày nên chú ý cho em là ngày mai á, thì nó nên đóng nến được trên cái ngưỡng giá là tầm 11.2 nó sẽ ok hơn nếu như nắm đóng nến trên 11.2 thì yên tâm nắm giữ nha và ông vẫn giữ kỳ vọng như cũ cho con ASM này là ở vùng giá tầm 12.5 IDI thì trong phiên có thời điểm là muốn kéo rồi nhưng mà chưa thành công nhưng vận động của id thì nó theo cái hơi hướng là tăng và có chỉnh chéo tăng chỉnh chéo tăng chỉnh chéo chứ không phải là cái kiểu tăng thốc như vhc vhc thì đánh đánh gọi đánh quyết liệt hơn còn con id thì đánh theo kiểu là tăng và chỉnh chéo nói chung nó sẽ gây cho anh chị một số cái khó chịu những anh chị nào mà thích một cái cổ phiếu phải bốc lên phải tăng bứt phá lên thì có thể là con id nó gây cho anh chị sự khó chịu nhưng em thấy vận động giá thế này thì chưa có gì bất thường cho cổ phiếu cả Hiện tại thì nó đang giằng co quanh cái ngưỡng đỉnh trước là quanh tầm 14. Đây là cũng là một cái vùng cản quyết định là con ID có thể đi sai được hay không. Thì ở vùng này chỉ cần nó không tiếp volume lớn ra nó không tạo những cái nến có đuôi trên già và không tiếp volume lớn ra thì vẫn ổn. Thì sau cái cây gọi là chớm rắc ngày 5 tháng 7 đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn duy trì cái volume ở ngưỡng quanh trung bình thì em vẫn giữ kỳ vọng rằng con ID sẽ về tiếp vùng giá quanh 15 nên mọi người đã mua mới và mua gia tăng theo khuyến nghị con ID thì cứ yên tâm nắm giữ ở giai đoạn hiện tại nha rồi à, dòng này thì mình còn có con CMX là họ tôm ừ, CMX thì à, vừa vừa vượt tuổi 10 cũng hơi nhậm nhẽ một tí nhưng mà cơ bản là ổn nha anh chị cơ bản thì con CMX ổn tại vì quan trọng á là trước đó nó có một cây giảm cũng tương đối là thúc là cái cây đợt cuối tháng 6 á, ngày 28 ngày 9 tháng 6 thì nó có một cái đợt rũ xuống, nhưng mà các anh chị quan tâm là cái độ đàn hồ của nó cực kỳ nhạy. Khi nó vừa rũ xuống thì nó nhanh chóng nó bật lên và cái nhịp tăng phía sau, cái cây vô ngày 10 tháng 7 thì xem như là nó phủ nhận cái nhịp giảm trước đó. Đấy nó đã phủ nhận cái nhịp giảm trước đó trong ngắn hạn và nó vẫn đang theo kiểu là nâng đáy và nâng đỉnh dần lên dễ không đáy sâu cao hơn đáy trước đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước nên nó có thể sẽ đi theo hướng chỉnh chéo và hướng dần về cái target của mình vẫn là quanh tầm 11 năm nha nên em nghĩ là xem thì mọi người cũng không cần quá lo lắng cho cổ phiếu đâu còn đây là cái vùng quanh đỉnh trước nên cái vận động của nó có thể vẫn sẽ rằng co quanh tầm 10.5 thì vùng này nó vẫn sẽ dần co và nếu như chị nào có nhớ em có nói là nhịp này con CMX nó sẽ test về lại quanh 10.3, 10.5 và ở vùng này nếu như mà nó duy trì volume thấp á, thì khả năng nó sẽ tăng tiếp vẫn cao nên chị yên tâm nắm ha. Cuối cùng là ANV, ANV thì vẫn ổn thôi. ANV thì mọi người chú ý cho em cái stop loss của nó là 35.5 và cái vùng hiện tại mình kỳ vọng cổ phiếu sẽ hướng về là quanh tầm giá 40. Nói chung những cái con này nó đang đi theo kiểu là tăng trong nghi ngờ tức là nó sẽ không có những phiên đánh thúc và mỗi phiên nó tăng một ít một ít lên nhưng mà chị được chú ý cho em là nhờ ở những cái vùng mà ví dụ con ANV vùng này nó duy trì volume thấp thế này thì nó rất là dễ bật tiếp nên cứ kiên nhẫn nắm ha mọi người tránh cái việc là ví dụ như hôm nay thấy thủy sản không tăng nhưng mà dòng à, lương thực dòng heo tăng thôi nhảy qua dòng đó đi bán con này con này chán quá nó hoài nó không chạy bán thì lúc mà mình vừa bán con này mình nhảy qua dòng kia thì mình dòng kia nó chững lại dòng này lên thì mọi người sẽ luôn luôn theo cái kiểu là đuổi theo dòng tiền và không bao giờ đuổi kịp dòng tiền đâu giống như đạn vừa rồi thì rất là nhiều chị than vãn với em là con HIG nó chán quá em ơi nó không tăng nhưng mà hôm nay ví dụ như là lỡ bán ngày hôm qua đi hôm nay tăng như vậy là khóc liền đó nên mọi người đôi khi mình phải có một cái sự kiên nhẫn cho cổ phiếu dòng cạn biển dòng cạn biển thì Vox hôm nay đóng nến xấu nha đóng nến hơi xấu và nến này trước mắt nó sẽ test về lại quanh vùng 12.8 khả năng nó sẽ test về lại quanh 12.8 và trong ngắn hạn hiện tại á nó đang về lại giá vốn mọi người chú ý cho em con vost cho mọi người nâng cho em cái stop loss ngắn lên là 12.5 nha an toàn thì nâng stop loss ngắn lên 12.5 Tại vì nếu như mà vost trong ngắn hạn á mức 12.5 thì nó sẽ có rủi ro nó quét về lại cái vùng giá tầm 11.7 11 nên an toàn thì nâng cái stop loss lên 12.5 à, và nhịp này thì mình view với đóng nến thế này khả năng nó sẽ còn một nhịp chỉnh nhẹ về đây nữa nếu như nó chạm tầm 12.7, 12.8 nó bật thì vẫn sẽ ổn thôi à, chú ý cho em vấn đề đó, còn trong bán hàng thì ngưỡng 13.5 vẫn là cái ngưỡng mà gây khó cho Vox này khi nào nó bứt khỏi ngưỡng này thì cái, cái trend tăng, cái đà tăng của nó mới mạnh mẽ hơn GMD tiếp nối một cái phiên tăng rất là tốt, GMD thì nếu như mà từ cái mức giá em cứ nghĩ cho anh chị là mức giá 52x đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có lợi nhuận tầm 8%. À, thì mọi người chú ý cho em ở cái vùng giá tầm quanh 557 58 ấy, thì mọi người có thể chốt một phần 2 cho em con GMD nha. GMD hiện tại đang được các công ty chứng khoán dự phóng rằng sẽ có cái lợi nhuận quý 2 tương đối tốt do cái khoản lợi nhuận bất thường liên quan đến việc thoái vốn. Đó, thì đó là những cái kỳ vọng tiếp theo cho cổ phiếu GMD. Nhưng mà nếu mà con này thì trước đó em viên mọi người đánh lướt không? Nên khi nó chạm về tầm 58 thì em nghĩ là mọi người có thể chốt dần cho em tầm 1 phần 2 Rồi 1 phần 2 còn lại thì theo dõi cho em cái phản ứng của nó Xử lý cái vùng cản quanh 58, 59 Thực ra cái đà tăng trong ngắn hạn của những cái cổ phiếu giai đoạn này Thì nó cũng đang phản ánh một phần cái báo cáo tài chính đấy Chứ không phải là tự nhiên nó đùng đùng nó tăng đâu nên ví dụ như khi mình ra thì mình nhìn khi báo cáo tài chính ra rồi mình nhìn lại đi đôi khi các cổ phiếu nó cũng đã kế được một đoạn nên cái việc mà đuổi theo báo cáo tài chính để mua nó không phải là một cái hành động sáng suốt lắm đâu còn gmd thì yên tâm nắm ha về năm tám thì chốt một phần và phần còn lại thì nâng cái stop loss lên nâng cái chặn lại lên cho em ở mức giá là 53.5 HAH cũng là một cái cổ phiếu có khuyến nghị cho mọi người đối với dòng cảng biển. Con này thì nó tăng theo kiểu là tăng trong nghi ngờ, nó tăng nó không có đánh thúc như con GMD. Nhưng mà nếu như đo từ cái mức giá mà khuyến nghị cho anh chị đến thời điểm hiện tại thì cũng được đâu đó là tầm 12% rồi, không hề ít. Thì với cái vận động hiện tại của con HAH thì nó vừa vượt đỉnh, cho nó vừa vượt ra khỏi vùng đỉnh 4, năm Nên mọi người nâng toàn bộ cái stop loss của con HAH lên 46 năm và cái target kỳ vọng nhịp này để chốt cổ phiếu là quanh 51 nha đây là những cái vùng mà em cũng có báo cho các hàng của em luôn đây mọi người có thể tham khảo như con HAH này vùng mua 43 43 năm stop loss nâng lên 46 năm và vùng chốt kỳ vọng là tầm quanh 51 x là những cái ngưỡng mọi người có thể tham khảo mà chốt dần rồi dòng cảng biển thì bao nhiêu cổ phiếu đó dòng ngân hàng trước đó có chia sẻ cho anh chị một số cổ phiếu nên bây giờ cập nhật lại ha vì băng thì hôm nay vol hơi lớn nhưng mà không có bước được không bước được và vẫn đang trong nền này Nói chung những cái form như con vi thì nó chỉ đòi hỏi mọi người ở cái sự kiên nhẫn thôi Còn những vùng này rủi ro thấp Những vùng này của vi băng rủi ro rất là thấp Mà có quan trọng là mọi người có kiên nhẫn cho cổ phiếu hay không Nó giống như con BIDV ở cái đoạn giá 43 vậy Cũng ai ông 4 thì mọi người quan trọng mọi người có kiên nhẫn hay không Nên con vi khi mà khuyến nghị thì em cũng nói luôn cho anh chị là Kiên nhẫn thì hãy mua còn muốn kiếm một cổ phiếu ăn sổ một cổ phiếu lướt thì con vi này nó là không phù hợp nên vùng này thì em vẫn đối với những vị thế mà muốn gom dần hàng để nắm thì vẫn gom được và chờ nó xác nhận vượt 20.5 thì gia tăng. Còn lướt thì bỏ qua vùng này vi băng, vùng này vi băng sẽ chậm và nó luôn là không lướt. OCB thì nó nhẹ hơn một tí, OCB thì nhẹ hơn một tí và hôm nay đã chủ động bật về lại trên được cái ngưỡng mà mình kỳ vọng là ngưỡng tầm 183 thì con OCB chỉ cần nó quay lại được trên 183, nó quay lại được nền này thì xác suất nó tăng tiếp vẫn rất là cao nên chị đang mua rồi thì yên tâm ha. Chưa mua thì vẫn mua được Nhưng mà chú ý thì trong một danh mục của mình không nên nắm quá hai cổ phiếu ngân hàng STB thì cũng nằm trong cái, cái cổ phiếu mà mình chú ý ở đạn vừa rồi Ở vùng giá quanh 29 này Thì STB trend của nó vẫn rất là khỏe nha Và còn STB nó cũng là cái cổ phiếu kỳ vọng phục hồi rất là nhiều Liên quan những cái câu chuyện về xử lý nợ xấu đấy Nếu như ở góc nhìn dài hạn thì con con STB nó có rất nhiều câu chuyện để đầu tư nha anh chị Con này mình nhìn ở góc độ dài hạn đó còn ngắn hạn thì vẫn đánh được luôn Tại vì cái trend nó khỏe mà Ngắn hạn thì mình ưu tiên form nền trend và chưa chạy như con STB hiện tại thì em vẫn kỳ vọng nó sẽ còn một nhịp bật nữa Ít nhất là về tầm giá 32X Nên mọi người yên tâm nắm ha Và cái stop loss cho con STB nhịp này thì mọi người nâng lên cho em ở cái mức giá là 28 28 đối với STB LBB LBB mọi người chú ý cho em hôm nay là cây đến thứ hai có đuôi trên rồi Nên nâng cái stop loss về mức giá 15 năm cho nó an toàn nha Stop loss là 15 năm Cái điểm cộng là mặc dù tại những cái nến đuôi trên nhưng mà gác này không lấp lại À, cái gáp mà hôm ngày 10 tháng 7 đến giờ vẫn chưa lắp lại Nhưng mà với cái vận động hiện tại có thể nó sẽ lắp gáp và nó sẽ còn một nhịp test về đây Nếu như mà test về và giữ được 15 năm thì xem như đây là một điều nhịp điều chỉnh ngắn hạn đi lên tiếp thôi Và kỳ vọng hiện tại khi mà khuyến nghị cho con lời B với anh chị á, là kỳ vọng của em là tầm giá qua 17 năm 18 năm nha Trước đó khuyến nghị mọi người qua 15 năm ấy, thì hiện tại vẫn nắm được cái con lời B này ACB thì vẫn nắm thôi, hơi chậm nhưng mà không mua nha ACB giờ không muốn mua nữa, nắm thôi nắm và nâng cho em cái stop loss của con này lên cái mức giá là 21.5 còn hiện tại không mua con này nữa các con thì như có nói mọi người khả năng nó sẽ còn một cái nhịp reset nữa chứ nó chưa lên ngay được để trước đó thì nó đã có một nhịp bật rồi và những cái form thế này khả năng sẽ còn một cái nhịp quay lại reset nữa và nếu như ở nhịp reset này nó giữ được trên 31 và vol bán nó giảm dần thì nó mới thực sự dễ phục hồi chứ còn mới một nhịp thì khả năng phục hồi vẫn chưa cao đâu để nên chú ý cho em nếu mà còn, cái con té con nó có quay về lại đây một lần nữa thì cũng khá là bình thường. Và quan sát cho em nó có giữ được 31 hay không và lực bán nó còn mạnh hay không. Đấy là một số cổ phiếu ngân hàng đoạn trước đã chia sẻ với anh chị. Rồi, dòng mà dòng thép thì khuyến nghị cho mọi người TVN chốt rồi nha, TVN báo chốt rồi đấy. 788 là chốt quá quá ngon rồi, được tầm 30%. Nên chốt rồi ha, con này thì bắt qua thôi, chốt xong rồi. Nam Kim. Đối với dòng thép á, đối với dòng thép thì mình sẽ có cái hướng để theo dõi cho cổ phiếu á là cái form này nè nếu như nha nếu như trong ngắn hạn mà thép kéo luôn trong một hai phiên tới mà thép kéo luôn thì dịp này là nhịp kéo để chốt tại vì á, trong ngắn hạn nó nó cái cái xung lực của nó hơi yếu dần gọi là không có gãy nhưng mà xung xung lực ngắn hạn của nó hơi yếu dần nên nếu nhịp này mà kéo luôn á thì nó sẽ là một nhịp kéo vội một nhịp kéo cũng hơi hướng chạy nước rút giá nhịp kéo đó là nhịp kéo để chốt còn giả sử như con hai sen Trên là con nam kim mà nó tạo một cái vùng tá tích lũy quanh đây nó tạo một cái vùng tá tích lũy quanh đây với volume thấp á thì cái đạn phía sau nó cái lực tăng của nó sẽ mạnh hơn tại vì nó tiếp tục tạo một cái đà mới chứ còn ví dụ trong ngắn hạn một hai phiên nữa mà con nam kim nó kéo luôn á thì em nghĩ là sẽ canh chốt thôi chốt theo kỳ vọng của mình là quanh tầng 19 năm 20 vùng đó chốt ok rồi còn giả sử như nó tích lũy quanh đây ổn á thì mình sẽ canh mình gom gom thêm tương tự cho hai sen luôn những cái form này mà nếu như kéo dốc lên một cây nữa thì thôi bán kéo dốc lên một cây nữa là bán nha còn nếu như mà ta tích lũy lại thì mình sẽ chờ cái điểm để gia tăng Hà Phát, Hà Phát thì vẫn đang ở nhánh tăng số 1 Chú ý cho em Hà Phát đã tăng rất là dốc rồi nha Những con này để hạn chế đu với Ben Hầu như là không có điểm mua Tại vì cái stop loss của nó rất là xa Ví dụ như Hà Phát đi Hà Phát thì cái ngưỡng mà nếu như nó mất mà nó gãy Thì phải tầm 25 Thì stop loss trong ngắn hạn thì tầm đâu đó là 8% Không đạt để mua Thì đối với những cái form này á thì với cái vị thế nắm mà xác định là hold theo trend á, thì vẫn nắm được vẫn nắm được ví dụ như con này hold theo trend thì không mất 25 năm thì vẫn ổn có điều là mua mới những cái cổ phiếu kiểu như thế này thì nó phải có một cái vùng tái tích lũy trở lại để nó phải có một cái form tái tích lũy trở lại hoặc là một cái nhịp rũ ít nhất là 7% ít nhất là 7% nha thì những cái vùng đó mình mới cân nhắc trở lại và nó rũ thế này nó cũng không rất là khó để gãy nó rủ thế nào cũng không gãy ngay đâu và ít nhất là nó sẽ còn mỗi nhịp bật test đỉnh do đó thì em mới nói là rượu 7% phần trăm thì mọi người kênh để mua để test đỉnh còn hầu như những cái vùng giá hiện tại là những cái vùng giá mà nó rất dễ khiến cho mọi người fomo và hầu như fomo mua vào thì lại bị dính lỗ hoặc thậm chí là cứ dậm chân tại chỗ nên những cái form này mọi người đừng có bị cái cảm xúc nó chi phối nha tại vì đôi khi trong phiên nó sẽ đánh rất là khó chịu kiểu nó cứ kéo cứ kéo mọi người chờ chỉnh mà nó chỉnh bao nhiêu hết nó chỉnh một hai phần trăm thì mua làm gì đâu đấy nên còn hà phát á vùng này mà nếu như muốn mua lại thì nó phải có một cái vùng ta tích lũy hoặc là một cái nhịp rũ xuống đủ mạnh còn nắm hàng và xác định là nắm theo trend thì vẫn nắm được với cái stop loss là 25.5 cho cổ phiếu Hà Phát cuối cùng là cổ phiếu TLH TLH thì cây cái cây hầu như là cổ phiếu dòng thép vừa rồi đều chớm test về đỉnh thì đối với vùng này con TLH á nếu như mà duy trì vùng đi ngang qua đây thì volume phải thấp cây hôm nay volume hơi cao nha chú ý trên volume hôm nay hơi cao nên không có mua nếu như mà nó vẫn giữ được giá trên 8.5 với volume thấp á, thì mình sẽ can mình gia tăng sau Còn trường hợp mà quanh này volume vẫn lớn á, thì thôi canh chốt bớt cho nó an toàn Thì tạm thời vẫn theo dõi được cổ phiếu TLH trong vòng vòng khoảng là 2-3 phiên nữa Xem thử là nó có cân bằng ổn được ở quanh đây hay không Đấy, còn dòng dệt may thì TNG vẫn bám cái kênh xuống lên thôi Thì mình vẫn chờ nó bung ra khỏi ngưỡng này để về tầm giá 22 Nhưng mà ngưỡng này thì không mua nữa, chú ý cho em những cái cổ phiếu mà Em đã nói cho anh chị một cái chú ý rồi đấy Những cái cổ phiếu mà nó tạo nền thế này thì mình ưu tiên cứ vẽ cho em ra cái đường trung bình rồi mua dưới cái đường trung bình đó hoặc là cái kiểu mà kênh xu hướng thế này cũng vậy luôn em nếu có kênh xu hướng thế này thì cũng ưu tiên mua dưới cái đường trung bình còn nếu mà là đã tăng sát về lại cái kênh trên rồi ví dụ con con TNG nó là tăng sát về lại cái kênh trên quan tâm giá 20 rồi thì mình nên chờ một cái nhịp nó bứt phá ra luôn rồi nó reset phía sau thì mua Chứ còn những cái con mà nó đang bán theo một cái kênh thế này thì sẽ ưu tiên mua ở dưới cái cái, cái biên dưới cái đường trung bình. Giống như KBC cũng vậy nè, ưu tiên mua con này phải dưới tầm 30 hoặc là con SSC cũng vậy. Đấy, ưu tiên mua con này mua ở dưới tầm 31x đó thì nó sẽ an toàn hơn, nó cân đối giữa ra về lợi nhuận hơn. Còn mua cái ngưỡng cận biên trên quá thì nếu như nó quay đầu giảm thì mọi người sẽ ghi nhận cái khoản lỗ trong bán hàng. Nếu như nó quay đầu giảm cả nó sẽ quay về nó test lại cái biên dưới. Ví dụ như mua quanh đây mà nó chỉnh đi, nó chỉnh về là tầm 30 thì mình cũng mất tầm 8%, nó rủi ro quá dòng xuất khẩu gỗ thì có khuyến nghị cho mọi người con BTB thì vẫn nắm ha hôm trước có nói cái cây cái cây ngày 10 tháng 7 là volume của con BTB nó quá lớn nhưng mà điểm cộng là nó vẫn rút chân được nó rút chân được thì kỳ vọng nó sẽ chạy tiếp còn ví dụ cây hôm đó là một cây nến đặc thì khả năng sẽ có chỉnh trong ngắn hạn thì với cái form này Mọi người yên tâm nắm tiếp đối với con BTB nha View mà trung dài hạn thì em vẫn kỳ vọng nó có thể về sâu ít Nhưng mà đối với cái view ngắn hạn á Ai mà nhào tôi lướt sóng á Thì tầm 55 chốt bớt được Nó sẽ tùy vào cái quan điểm của anh chị thôi Còn con này thì đối với khách hàng của em Em khuyến nghị cho mục tiêu là đầu tư Đây BTB thì em có khuyến nghị cho khách hàng của em Là mục tiêu là một cái cổ phiếu đầu tư rải trước 30% thì hiện tại em đang chờ một cái điểm gia tăng thêm nên sẽ tùy vào cái khẩu vị của mọi người là gì. Nếu như lướt thì tầm 55 đã đạt kỳ vọng rồi nha. 48 về 55 thì tầm khoảng 15-16% phù hợp để mọi người chốt rồi còn dòng bất động sản dòng bất động sản thì em vẫn giữ quan điểm là dòng này nó vừa gãy ngắn hạn và nó chưa thực sự ổn nó chỉ có một vài cổ phiếu vẫn giữ được trên trên nếu như mà có muốn cân nhắc thì cân nhắc những con đó và view ngắn hạn thôi ví dụ lý do em có người con NDN là mình cứ nghị theo kỹ thuật là chính nha chứ không phải đánh theo dòng đâu con này theo kỹ thuật là chính và nó vẫn giữ được cái form nền trên có thể nó sẽ có cái dư địa tăng hôm qua có phân tích kỳ vọng con này nè kỳ vọng con này là về được tầm giá quanh 11. Đây là target đó. Target là về tầm quanh 11, tầm 15% và stop loss là 9. Đó. Một cái biên lợi nhuận vừa ra như vậy mình tham gia được. Chứ còn nhóm bất động sản thì hiện tại em nghĩ là nó vẫn sẽ cần thời gian cân đối nha, như con CO. Thì em có nhận được rất 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 nhiều câu hỏi là bắt đáy CO hay không? Không bắt đáy. Ít nhất nó phải test hai nhịp đã. Nha, chú ý cho em ít nhất nó phải có hai nhịp test lại và nhịp số 2 lực bán nó suy giảm Giống như con BCG này nó test nhịp số 2 lại và lực nhịp số 2 nó suy giảm nó bật lên thì chờ nó xác nhận lắc like thì khả năng sẽ quay về lại được cái đỉnh trước ít nhất phải có hai nhịp còn nó đang rơi thì không có lao vào khi là nó ngừng rơi đã ít nhất nó ngừng rơi còn con siêu nó cũng chưa ngừng rơi mà nên ít nhất phải có hai nhịp hoặc là như đất xanh và DG thì em vẫn kỳ vọng rằng nếu như nó khỏe đủ khỏe thì như con đất xanh nó phải bật được về trên 15 năm còn nó lên sình nó lên sình nó đi ngang dưới đây thì cái rủi ro mà nó rủ tiếp một nhịp nữa vẫn cao nên những cái form bất động sản mà tạo nền dưới thế này DG cũng vậy những cái form mà tại nền dưới thế này thì mọi người chưa có vội bắt đáy giúp em nha Có con DS thì hôm nay ép cuối giờ FATC ATC Xem thử ngày mai cân lệ lại, lại không Anh chị thấy nè, uh, bán khoảng là 600.000 cổ vào ATC Bán ở giá 9.13, mặc dù trước đó đang giao dịch ở giá 9.36 Thì xem thử ngày mai cân lại không, nếu như ngày mai cân lại thì vẫn bình thường thôi Còn con này thì form nó vẫn là form khỏe nha khi nó giữ nền trên Và cái stop loss của nó trong cái hàng thì mọi người chú ý cho em một cái ngưỡng giá là 8.7 i c thì em có nói mọi người nó là một cổ phiếu chậm Nhưng mà xét về xuống thì nó vẫn khỏe nha Về xu hướng thì nó vẫn khỏe Như con i c thì nó vẫn đang cân đối được ở cái vùng nền trên Đây thì trong cái hạn thì stop loss của nó là 13.8 Nói chung view em thì bất động sản hiện tại nó về mua chắc có con này lướt thôi Còn hầu như thì em vẫn chưa cho em vẫn chưa có cái quan điểm mua đối với dòng bất động sản nha Chờ thêm xem thử nó có chỉnh được hay không đã Con Nam Long cũng vậy Nam Long thì em vẫn view là nó sẽ về tầm 31 Và quan trọng là có giữ được ngưỡng này hay không để nó cân bằng ở trước đó thì là test lại một nhịp nhưng mà nó hơi fail đã test lại một nhịp này bật lại nhưng mà fail nhịp số 2 lực bán vẫn rất là mạnh nha nên những con này mọi người hạn chế bắt sớm giúp em và thậm chí những cái nhịp bật hồi này thì ai mà đánh ngắn ai mà lướt sóng thì canh ra bớt cũng được chứ đừng có thấy nó xanh rồi la vào bắt giúp em nha còn dòng chứng khoán thì lúc nãy đầu video có nói rồi nó sẽ cần thời gian cân bằng trở lại cần thời gian cân bằng hầu như là trend rất là khỏe nhưng mà trong ngắn hạn thì hầu như các cổ phiếu á, nó hơi đuối dần có thể nó sẽ có một nhịp chỉnh ngắn hoặc là mỗi nhịp đi ngang nếu như mà muốn tạo một cái đà tăng mạnh tiếp theo còn những cái form này mà kéo kéo gọi là cố kéo rướng lên đó thì những nhịp đó là những nhịp kéo rút để chốt chứ không phải là những cái nhịp kéo để mua Còn như con VCI thì nếu như trong cái hàng nó không mất ngưỡng 38 thì nó vẫn khỏe thì trong dòng chứng khoán chủ ý mọi người đặt trên những cái chặng lãi thôi Ores là cổ phiếu mình khuyến nghị nó đang quanh đang lại nhẹ từ giá mua mình mua 15 15 năm thì vẫn theo dõi được cái điều trong cái hàng thì con Ores nó không nên quay đầu về lại giá dưới 15 một lần nữa nha mọi người nâng stop loss con Ores lên giá vốn đi quay về lại dưới ngưỡng này thì ra dòng trụ thì có khuyến nghị cho mọi người một số cổ phiếu như là Masan, Masan thì đang chạy rất là tốt từ giá báo ha, 376x thì đang chạy rất là tốt thì kỳ vọng nhịp này cho Masan là sẽ tiến về lại tầm giá quanh 84, 85 đấy, mọi người nắm tiếp nha. Dòng trụ á, cái lợi thế của dòng trụ á là ở cái margin. Anh chị nào mà dùng margin nhiều thì biết những cái cổ phiếu trụ nó được cho vay margin rất là nhiều và thường trụ thì em cũng chỉ đánh tầm 10, 80 phần trăm em sẽ chốt thôi như con Masan thì về tầm 84 85 thì nó sẽ là vùng chốt còn hiện tại qua giá mua rồi mở lưu g cũng hiện vùng này khỏe hẳn hơn so với đoạn trước gì hơn khỏe hẳn hơn nhiều và cả dòng bán lẻ nói chung luôn hiện tại em nghĩ là dòng bán lẻ là cái dòng đang có kỳ vọng theo phục hồi và cái việc giảm thuế nữa nên mọi người có vị thế tốt mọi người cứ đặt cái chặn lãi cho em còn mua thì phải có cái điểm mua nha không phải thấy nó khỏe là lao vào mua đâu như con con mở lưu g thì qua điểm mua rồi cái lúc mà giá 40 thì bà đã báo mọi người mua rồi Nên hiện tại như con mở lưu Luger thì mọi người nâng cho em cái chặn lãi lên 45 Và những cái form này mà muốn mua mới á Một là nó reset lại like one day vol top Còn không thì nó phải có nên tích lũy lại Còn những cái form này mua chỉ có nhắm mắt mà mua thôi Chứ hầu như là nó về điểm mua thì không có Đến Để... Con gì nữa không ta À anh chị nếu như mà có những cái cổ phiếu nào mà em chưa có đề cập trong video á Thì mọi người giúp em comment bên dưới ha để là cái comment mọi người thắc mắc về cổ phiếu về điểm mua điểm bán gì đó để vì cái thời lượng video nó cũng có hạn em không thể nào mà cập nhật hết cổ phiếu trên thị trường cho anh chị được nên mọi người cứ thoải mái chat lên thì tối em sẽ comment em tư vấn hỗ trợ cho anh chị nha Ê, như vậy hôm nay bao nhiêu đó thôi chỉ còn cổ phiếu nào cần tư vấn thì chat bên dưới giúp em cảm ơn chị, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều vì đã luôn dành thời gian động ủng hộ em mọi người thấy video hữu ích thì tặng cho em một like Hãy nhấn vào nút like ở đây và nhớ đăng ký kênh supra kênh còn trong phim muốn hỗ trợ tư vấn về mặt cổ phiếu thì tham gia vào nhóm tư vấn miễn phí này một cộng đồng tư vấn hoàn toàn miễn phí trao đổi trong phiên à, một lần nữa cảm ơn chị mình rất là nhiều mong rằng sẽ tiếp tục gặp lại anh chị trong những cái buổi livestream tiếp theo chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi nhé